cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm clip về vị tướng Nagato đi rừng nha các bạn, sau khi mình vừa mới cập nhật cái bản mới các bạn ạ. Ai chà chà, nghe nói cái bản mới này thấy anh em bình luận kêu là đi rừng khó khăn lắm mà. À, thì mình thấy nó đổi cái như thế này, đổi như thế này thì mình cũng chưa thấy cái gì gọi là đặc biệt. Nói chung là thay đổi bụi cỏ và thay đổi nói chung là thay đổi con quái luôn các bạn ạ. Ai chà, ăn đủ, thay đổi tùm lum anh em ơi. Nói chung là bây giờ là mình thấy cái khoảng cách của cái con bùa đỏ qua cái con quái này nó xa anh em ạ. Nó đủ thay đổi tùm lum tè le hạt me anh em ơi. Ui dồi, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Ô kìa, mày chơi này. Ừ, làm sao? Ui giời ơi, đi đâu mà vội mà vàng. Mình xin một mạng đầu tiên. Ngọt nước anh em ạ. Ý giời. Phê. Đi về cái nha. Mình theo mình thấy thì đi rừng nghe nói là bây giờ đi rừng bị giảm sức mạnh anh em ơi. Nói chung là giảm sức mạnh của mấy anh đi rừng, không phải là giảm con tướng mà nó cập nhật cái bản đồ mới. Bây giờ thì đi rừng nó sẽ khó khăn hơn. Thấy bảo thế mình cũng không biết nữa, để xem mình chơi như thế nào nha anh em. Lần đầu mình trải nghiệm luôn ấy. Đây là trận đầu tiên mình chơi khi mà cập nhật luôn nha các bạn. Có một cái vị tướng mới nữa cơ. Có con sờ đồng đội mình nó chơi kìa. Sờ tuốt à. Nói chung là nó là vị tướng xạ thủ mới, vừa mới được ra mắt. Tính là ngày hôm qua anh em ạ. Ngày hôm qua là đã có bản cập nhật mới, là tướng mới nó cũng ra luôn rồi, nhưng mà mình chưa có làm video ấy. Hôm qua video là cái video hôm trước. Thật ra thì ái chả này thì bướng này mày tung chiêu đi. Tung chiêu quánh mày tụt quần mày luôn ấy chứ tung chiêu à. Nó mà láo ngáo nó bước ra khỏi đặt lính là nó chết. Nó xong với mình rồi. Ui giời. Ui giời ơi. Thường thường ấy thì mình sẽ làm video vào buổi tối nha các bạn. Mình làm buổi tối thì ngày sáng hôm sau là mình úp. Mình sẽ làm vào buổi tối, cái tầm buổi tối ngày hôm trước nha các bạn. Bởi vậy thì bây giờ mình đang làm video này là buổi tối. Sáng ngày mai mình 10 giờ mình mới úp các bạn ạ. Trước đây thì mình hay úp lúc 8 giờ sáng ấy, nhưng mà bây giờ mình lúc đó mình úp hai video á. Còn bây giờ mình úp chỉ có một video thôi, đâm ra mình sẽ úp vào lúc 10 giờ trưa. 10 giờ nói chung là cũng không phải trưa mà cũng không phải sáng, nó lai nhau rồi bữa buổi trưa và buổi sáng anh em ạ. Bởi vậy đâm ra thì video mình đang làm vào buổi tối ngày hôm trước. Bây giờ mình vừa mới cập nhật luôn, hôm nay nó mới cập nhật xong ấy. Đấy. Đập Rio Ma tiếp luôn cho các bạn xem này. Ông Rio Ma ông đâu mất tiêu rồi ta. Ở lính lao lên thế này không biết ăn trụ cho mình phang luôn cho sướng cuộc đời. Ăn quái xa quá anh em ạ. Ăn quái bây giờ nó xa. Chết tôi rồi, đợt này toang rồi. Mấy ông đi rừng đợt này toang rồi. Ui giời ơi. Ngày xưa ấy chỉ có giảm sức mạnh của cái con tướng thôi các bạn. Nhưng mà bây giờ thì không còn phải giảm sức mạnh của riêng con tướng đi rừng nữa, để mình giết nó cho bạn. Để mình giết nó cho bạn. Ui giời ơi. Mình giết nó cho bạn rồi đấy, nhưng mà hình như là nó hơi lời anh em ạ, 1-2 sao. Toang rồi anh em ơi. Ui giời ơi. Rồi tới công chuyện luôn. Pèo bập. Ui giời ơi, đi đâu mà vội mà vàng, đứng lại cho hảo sở hàng cái coi. Ăn cái con bùa xanh trước phát nha. Eo. Ơ, tố kìa. À, giờ đi rừng nó xa vãi chưởng kìa bạn. Chạy từ con bùa này qua con bùa kia nó xa ghê luôn á. Mày chết mày xỉa nè. Xỉa nè, hút của mông nó. Ba. Trời ơi, chừng trị cho cái này nè, làm cái gì nhau. Ui giời ơi, phê quá anh em ơi. Quá ư là phê pha luôn rồi đấy. Giờ mình sẽ lên cho nó trang bị thì vẫn giống như ngày xưa thôi các bạn. Nhưng mà bây giờ đi rừng nó xa quá, phải không ta? Hay là do mình bị làm sao nhỉ? Phải nó xa hơn không nhỉ? Con quái như bây giờ khoảng cách nó xa hơn ngày xưa ấy anh em ạ. Xa hơn thì nó sẽ mất thời gian hơn các bạn.
nó mất thời gian hơn thì nó sẽ giảm đi sức mạnh thời gian mình ăn quái đó. Không giảm sức mạnh con tướng đâu mà giảm sức mạnh của cái map luôn. Thế này chết mang đi rừng rồi, toang mang đi rừng như mình rồi. Đợt này sao mà cánh tim mình như ngày xưa bây giờ đây, trong bụi lùm anh em ạ. Wow wow, quế lèo kinh quá kinh quá kinh quá cơ. Tóc biến đến từ Gindu anh em ạ. Đúng anh phải được em tóc biến luôn, kinh thế cái chứ, hai cái trưởng luôn. Nhìn cái map này, bản đồ này mình giống, thấy nó giống Liên Minh Huyền Thoại anh em ơi. Kiểu cái này nó cũng kiểu như là ơ ỉ ảo Makara Shida vậy trời. Cái quần què gì vậy? Trời ơi, đang ăn bùa xanh nữa chứ. Bây giờ mấy con này nó chạy ra, nó đứng nhìn con bùa xanh nó đánh mình cái, xong rồi nó chạy vào bụi lùm rất đều nha các bạn. Toang rồi, đợt này toang rồi. Tướng mới kìa anh em, thấy tướng mới không? Xạ thủ mới nhá. Xạ thủ mới chắc là để vào ngày mai đi. Nhưng mà cái con xạ thủ mới đó bây giờ mình phải lại phải ấy nữa các bạn ạ. Mình lại phải đánh thường để lấy điểm thông thạo. Xạ thủ đấy thì chắc có lẽ mình nghĩ rằng nó sẽ không bị cấm đâu. Nhưng mà để xem ngày mai nó sẽ như thế nào. Thường thường những con tướng mới ra mắt nó sẽ bị cấm thời gian đầu. Thời gian đầu đó. Cái bả mẹ nó chứ đau quá anh em ạ. Ơ đủ. Đau quá cơ cái con mít ra ua này. Bực thế nhỉ. Ăn quái cũng không yên với nó các bạn ạ. Ăn quái thì đã lâu sẵn rồi, để gặp ngay thằng khứa đó nữa. Rio ma này. Pèo, peng 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 peng. Mày chết. Ơ. Thôi xong. Ấy, 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 thôi. Trời ơi. Sao mấy thằng này đánh ghê vậy? Ghê ta. Ghê ta. Đánh hay mày chơi. Chết tôi rồi. Kiểu này toang rồi anh em ạ. Thấy các bạn bình luận ở trong video ngày hôm qua bảo là cái con tướng á, à đâu không phải, cái mùa bây giờ nó cập nhật bản đồ mới đi rừng nó khó. Không thể tin được luôn, là khó đến mức độ này luôn ấy. Phế quá anh em ơi, ít tiền lắm rồi, âm mạng luôn rồi. Ít tiền quá, thôi chết tôi rồi. Buồn luôn. Ìa, 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 mày chết. Đi đâu con sâu này. Rồi, 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 xong. Rồi, 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 xong. Ui dồi ôi. Thốn quá cơ. Rồi. Ê. Đây này, đây này, đây, lên trời, lên nào, wow. Wow, thì đáng sợ quá đi, chém nó. Không có ai cho mình chém hết luôn các bạn. Dòng đi anh em ơi, dòng đi. Tem mình trận này mạnh mà. 14 chết 12 này, nhưng mà tem mình nói chung là cũng đánh ổn phết anh em ạ. Tem mạng có con pháp sư đánh ghê phết. Làm cái xèo xèo cái bốc hơi luôn. Kinh khủng. Mà anh đi rừng đợt này nói chung là không phải là nó phế vật các bạn ạ, nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn so với ngày xưa. Nhưng mà anh em tin mình đi, một thời gian sau thì đâu lại vào đấy thôi. Mới đầu thì nó sẽ như thế này, nhưng mà từ từ người ta sẽ quen ấy. Quen với map rồi á thì mình sẽ đánh nó sẽ khác biệt hơn. Rồi chưa quen map, nói chung là mình không quen map thì các bạn cũng không quen map, và người chơi tại bên bạn nó cũng không quen map. Tâm ra nó cũng công bằng cả thôi. Tại vì ai thì cũng vậy thôi mà. Chơi nhiều thì mới quen được map. Kệ, không sao hết. Giành chiến thắng cái đã rồi tính tiếp các bạn ạ. Mít tèm bạn này. Hút nó. Hay quá anh ơi. Hút hay quá anh ơi. Mày chết. Hồi nãy dám quấn tao đúng không? Hồi nãy mày quấn tao đúng không? Mày quấn được tao đúng không? Chắc tao sợ mày quá. Trả thù thành công rồi đó anh em. Mọi người cho mình xin một like để mình
Lấy động lực làm video cho anh em xem nha. Nhớ cho mình một like đấy. Các bạn ơi, đông quá trời quá đất rồi, bỏ đi. Giờ bỏ thôi chứ biết sao giờ. Ba thằng đầy cái máu bỏ đi để đồng đội nó chết. Hơi kỳ anh em nhỉ. Mé cái bức tường. Cả đường mình mới ghê chứ. Con quái nhỏ này. Bằng ngọc của mình có hút máu đâm ra thì mấy con Kasa, mấy con quái nhỏ này thì tuổi tí luôn. Super so nó luôn. Ấy giời. Rồi xong. Mày xạo. Ý da má ơi. Xui vậy trời, không ăn được con heo luôn. Oh my god, lên cho nó cái gì Hyuga cho nó châu bò tí cơ nào. Phế quá phế anh em ơi. Nói chung là quá phế thì cũng không phải, nhưng mà đối với mình như thế này là rất là phế luôn. Mình phải giết được 5 chết 1 hoặc là 10 chết 4 thì nó mới hợp lý chứ 3 chết 4 kiểu này. Rồi xong mất con Blue luôn. Trời ơi nó cướp bùa mình kìa. AD mới. Úi giời. Mình biết con AD mới nó giống cái con gì luôn ý. Nó giống con gì bên Liên Minh ý nhỉ, mình quên tên rồi. Quên tên rồi các bạn. Ái chà chà, một em. Ủa ôi. Ôi cái đuôi đấy, tốc biến. Tốc biến nào bữa ấy. Mày tốc biến với chúng tôi à bạn. Đợi ăn tôi à bạn. Yeah. Ngoan lành cánh đá nha mày. Bập tâm. Peng peng pong. Túc phiết ping pong. Ping peng peng. Eo. Chết nè. Piu. Eo. Get go. Vào đây lấm. Này hả mày. Ư nè. Chị đâu cho khỏi nắng hả bữa ấy. Lấm. Hồi nãy nó ăn mạng của mình. Bây giờ mình trả thù các bạn. Có quang có lại với tọa lòng nhau chứ. Ai chà. Ai chà. Ghê nhờ ghê đấy. Ghê đấy nha. Không phải giọng vừa đâu. Lấm lâu quá nó. Mày chết nè. Rồi đánh nhau y xèo rồi. Tem nó ăn mất con rồng luôn rồi các bạn. Trời ơi một em. Trời ơi. Chạy đâu. Chạy đi đâu con sâu. Đây mới nó lượm hết luôn các bạn ạ. Ui trời ơi mày quá em vớt phát được mạng. Trời ơi. Hên quá vớt phát được một em anh em ạ. Sai ngòi, tem mình sai ngòi, 22 chiếc 17 này. Mặc dù mình phế nhưng mà được đồng đội mình nó hay. Nói chung là lần đầu mình trải nghiệm các bạn mới, cập nhật mới, các bạn đổ mới như thế này thì nó hơi như bị bất ngờ ấy các bạn. Nhưng mà thôi kệ, không sao. Cố gắng lượm cái chiến thắng lấy thì sao, cái này tính tiếp anh em ơi. Rồi, xong, win. Từ từ cho các bạn ra ăn mạng cái đã. Mình đang xanh mà. Trời ơi, chưa gì đã đắng em trai. Chơi gì chết tôi rồi. Mình vừa mới chơi về vị tướng Nakoros bản đồ mới các bạn. Anh em thì đi rừng bản đồ mới như thế nào rồi? Hãy comment dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho video của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Bye bye.